Nội từ miền Tây lên Bình Dương để chơi với Ngân. Và sau đây, Ngân xin gửi đến cả nhà một bài hát được mang tên Ai bảo ăn chay là khổ. Bà nội ơi, ăn chay có khổ không bà nội? Bà nội ăn chay khỏe lắm con ơi. Bà nội ta năm nay tám mấy tuổi rồi. Bà nội ăn chay hồi năm mấy năm rồi. Ăn chay hồi truyền thống ông bà tới giờ. Ông nội bà nội, ông cóc bà cóc gì, cha mẹ con đều vẫn ăn chay hết cả nhà. Dạ. Thì như mọi người đã thấy là bà nội Ngân năm nay đã 80 mấy tuổi rồi. Ba Ngân thì cũng hơn 60 tuổi, còn mẹ Ngân thì cũng năm mấy tuổi. Nhưng mà cả nhà của Ngân đều rất là trẻ, khỏe và đẹp là bởi vì nhờ ăn chay. Và bây giờ không nói nhiều nữa, mời mọi người hãy cùng nghe Ngân hát bài hát Ai bảo ăn chay là khổ nha. Bận lòng